Xin chào quý vị và các bạn, kênh Invest TV hôm nay sẽ phân tích với các bạn một cái quan điểm rằng là việc các bạn thực hiện mà mua bán Bitcoin tại thời điểm này thì có bị xử lý thật sự hay không, hay chỉ là những lời dọa nạt từ Bitcoin team để mọi người bỏ qua cái bước đầu cơ tích trữ thu gom Pi bằng tiền mặt. Thì các bạn có thể thấy rất nhiều các cái hội nhóm mua bán Pi coin từ công khai cho đến là những cái hội nhóm kín đều vẫn đang hoạt động một cách rất là tích cực sôi nổi. Thì một điều là mọi người thắc mắc với kênh Invest TV chúng mình là liệu tôi mua bán Pi ở trên những hội nhóm đấy thì có bị phát hiện hay không, và có bị khóa tài khoản như một số những cái hình ảnh mà trước đây có chia sẻ trên mạng xã hội với những cái nhóm là WePi bùm gì đấy của Malaysia, một cái tài khoản gom được rất nhiều Pi nhưng mà sau đấy thì bị khóa vì lý do là Bitcoin team họ phát hiện ra cái hành vi mua bán như vậy và đã vi phạm cái chính sách của dự án Pi Network và bị khóa. Đó, thì các bạn lo lắng như thế và hỏi kênh Invest TV chúng mình thì thực sự đó là cũng là một cái điều mà mình thấy một cái câu hỏi nó rất là sát với thực tế, và thực tế ra thì rất nhiều bạn trong chúng ta có cái nguyện vọng thu gom tích trữ được thêm Pi, bởi vì các bạn biết là có bây giờ theo cái tốc độ đào cơ sở của Pi thì tính ra một để được một Pi mà các bạn tích lũy được trong cái phần app đào các bạn nhé, các bạn phải mất đâu đó tầm trung bình đấy là khoảng 6 ngày nếu mà các bạn đào solo, không tuyển thêm dép hay là bất kỳ một cái hình thức nào để có thể tăng được cái tốc độ đào, và chỉ sử dụng tốc độ đào cơ sở thôi. 6 ngày mới đào được một Pi. Thì các bạn biết 6 ngày đào được một Pi thì biết bao lâu các bạn mới tích lũy được 100 Pi coin. Đó. Thì một cái nhu cầu rất là chính đáng của mọi người là muốn được sở hữu thêm nhiều Pi coin bằng một cách nào đó nhanh nhất. Thì nhanh nhất thì chỉ có đi mua thôi chứ còn chả thể nào mà hy vọng vào cái việc đào nó nhanh được. Đó. Nếu mà các bạn không chịu khó và không làm các cái bước các cái mẹo, ví dụ là chuyển thêm rep hoặc là chạy nốt hoặc là hoàn thiện các cái bước như là tạo lập vòng tròn bảo mật, thì như thế thì bạn solo để đào được một Pi rất là lâu. Thì mua bán Pi như vậy có bị phát hiện và bị xử lý hay không? Theo quả quan điểm cá nhân của mình là nếu mà bạn ở thu mua ở cái mức độ là nhỏ lẻ ít thì không bị phát hiện. Thì nó có khác gì với việc là các bạn đi đi trao đổi hàng hóa xong là chuyển nhận Bitcoin được đâu. Làm sao mà Bitcoin team họ biết được cái việc làm đấy? Hoặc giả dụ nhé, mình lấy giả dụ thôi. Bạn là người A muốn mua Bitcoin của người B, nhưng mà bạn lách bằng cách là bạn chỉ lấy một cái gói bánh của người B chẳng hạn. Đấy. Người B đưa cho bạn gói bánh và bạn đưa cho và chuyển cho người ta 100 Pi. Đấy gọi là trao đổi hàng hóa. Thế sau đấy thì bạn lại lấy lại của ông B lại lấy lại cái gói bánh của từ phía bạn với giá là 100 Pi à, mình cứ cho là 1 triệu đi. Đấy, 1 triệu. Thì coi như là cái quy trình đổi Pi lấy hàng hóa rồi từ hàng hóa ra tiền thì nó có phải là phức tạp không? Thế thay vì là bạn đưa 100 Pi coin cho ông B thì ông B đưa lại cho bạn 1 triệu, thế là xong. Đó. Thì làm sao mà Bitcoin team xác định được hai cái hành động đấy có phải là một cái hành động vi phạm cái chính sách của Bitcoin team đâu? Nó rất là khó. Thì nhưng mà cái vấn đề là bây giờ Bitcoin team muốn các bạn trao đổi hàng hóa để làm gì? Để làm giàu thêm cái hệ sinh thái của cái mạng Pi Network và bỏ qua cái tư duy đổi coin ra tiền mặt, bởi vì đó là một cái tư duy mà sẽ làm giết chết cái hệ sinh thái của bất kỳ một cái mạng blockchain tiền điện tử nào. Các bạn biết khi mà chúng ta đào coin thì cái điều đầu tiên suy nghĩ khi mà tham gia một cái dự án đấy là à, cái đồng coin này nó có giá trị bao nhiêu, tôi bán đi tôi thu về tiền mặt được không? Đó, các bạn thử trả lời một câu thật lòng với mình xem các bạn sẽ suy nghĩ cái điều đấy trước tiên khi mà tham gia một cái dự án tiền điện tử phải không, là đến bản thân mình còn như thế
thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ nghĩ, cũng có cái tư duy đấy như mình mà thôi. Và Vicoteam họ không muốn cái dự án B-Network này chết yểu một cách chóng vánh giống như các cái dự án tiền điện tử khác. Và vì thế họ đã lấy cái người dùng làm trung tâm, và cái hệ sinh thái Pi nó sẽ xung quanh, xoay quanh cái việc trao đổi hàng hóa, chứ không phải là vẫn theo cái mô típ cũ là tạo ra đồng coin, gọi vốn rồi lên các cái sàn thực hiện các cái lệnh mua bán giao dịch, mua đi bán lại để ăn chênh lệch. Thì cái đấy nó không khác gì giống như là việc các bạn chơi chứng khoán, thì một cái loại tiền điện tử nó không khác gì một cái mã chứng khoán để các bạn thực hiện giao dịch và kiếm lời từ những cái sự chênh lệch giá cả ở trên sàn đó. Thì điều mà Vicoteam mong muốn là một cái điều rất là tốt, nhưng tuy nhiên có thực hiện được một cách triệt để hay không thì lại phải phụ thuộc nhiều vào ý thức của cộng đồng người tham gia, và cái hình thức xử lý vi phạm của người tham gia trong cộng đồng P-Network ấy, mình nghĩ là sẽ có, nhưng mà với những cái đối tượng mà họ làm quá, ví dụ như là WP ở Malaysia ấy, họ tổ chức hẳn các cái hội nhóm rồi quảng bá rầm rầm việc mua bán như thế, thì nó sẽ mang tính chất đúng thật sự đấy, chính thực sự đấy là những cái đối tượng đầu cơ mà khủng, và họ có thể làm lũng đoạn cái thị trường giá Bitcoin sau này, giá trị của Bitcoin sau này. Thì nó sẽ không lưu thông trong cái việc trao đổi hàng hóa nữa, mà nó lại cứ lặp lại theo cái mô típ là mua bán coin bằng tiền mặt đấy, bơm xả các thứ, nó sẽ làm cho dự án dễ bị chết. Thế nên là Vicoteam họ phải xử lý cái đối tượng đó. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng có những cái nhóm tổ chức thu gom mua Pi, mua thôi, mình chỉ thấy mua thôi, bán thì cũng rất là hiếm. Thế mình mua như với cái giá tầm từ 6.000-7.000 theo những cái gì mà mình quan sát được ở trên thị trường chợ đen. Thế cái đối tượng thu mua này họ sẽ làm gì tiếp theo với cái lượng Pi coin mà họ tích góp được ở trong ví của họ đó? Thì họ lại phải tìm một cái chỗ nào mà mọi người nhận thấy là cái giá trị của Bitcoin nó lại cao hơn cái giá 6.000-7.000 để họ xả ra đấy. Có thể là Trung Quốc, ăn Trung Quốc thì dân họ nghĩ rằng giá trị Bitcoin nó phải là 15.000 cơ, thì mấy ông Việt Nam này gom vào xong là tìm cách đẩy sang Trung Quốc, chứ có phải là ông bỏ 1 tỷ ra, các bạn hình dung nhé, bỏ 1 tỷ ra để thu gom Pi giá rẻ tại Việt Nam 6.000-7.000, sau họ chuyển sang Trung Quốc họ bán với giá 15.000 chẳng hạn, đấy thì có phải là gấp đôi rồi không? Thế nên là họ bỏ 1 tỷ ra, gấp đôi với 1 tỷ đấy họ được 2 tỷ đấy. Các bạn hình dung xem những cái đối tượng họ có tiền ấy thì bỏ 1 tỷ 2 tỷ ra để làm giá thị trường như thế thì quá là bình thường thật sự ấy. Nếu mà ai mà làm kinh tế rồi thì những cái việc làm đấy thì họ sẵn sàng họ làm thôi, chứ có gì đâu, họ nhìn được cái lợi trước mắt là họ có thể họ làm ngay, chứ cần gì phải quan tâm những hệ sinh thái Pi làm cái gì. Tôi cứ kiếm được tiền cho gia đình, bản thân tôi, vợ con tôi là tôi ok rồi đó. Thế mình nghĩ đánh giá những cái việc làm mua bán như thế nó không mang tính xây dựng cho hệ sinh thái, cho cộng đồng Pi. Thế là việc đấy có cấm được hay không thì mình nghĩ là cũng sẽ khó, nếu mà họ vẫn làm một cách âm thầm và Vicoteam không kiểm soát được cái lượng giao dịch nhỏ lẻ như vậy. Thật sự là khó. Thế chốt lại cái vấn đề của clip ngày hôm nay, đó là bạn mua bán Pi có bị xử lý hay không. Theo cá nhân mình, nếu bạn mua bán Pi với số lượng nhỏ lẻ ít, bạn rất khó để Vicoteam phát hiện ra và xử lý được. Còn nếu bạn mua bán với quy mô lớn, quy mô hàng mấy trăm nghìn Pi rồi đến hàng triệu Pi ấy, và những cái hoạt động đấy của các bạn được công khai, được kêu gọi, được chia sẻ nhiều trên cái hội nhóm, thì các bạn cẩn thận để sẽ bị Vicoteam lần được và có những cái biện pháp xử lý đó. Thì đấy là một vài cái quan điểm cá nhân của kênh Invest TV về cái việc mua bán trao đổi Bitcoin trên thị trường hiện nay. Thì các bạn có thể đóng góp ý kiến của các bạn, có thể phản biện lại kênh chúng mình, nếu mà các bạn thấy có những điểm nào mà kênh chúng mình phân tích nó chưa được đúng, các bạn có thể góp ý với chúng mình để có thể ngồi lại nhìn nhận, bàn bạc những cái vấn đề đấy một cách thấu đáo hơn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip tiếp theo của kênh Invest TV nhé.